Rồi chị đặt máy tại chỗ thôi, đừng có đụng vô máy ha. Rồi chị tên gì và ở đâu chị? Chị tên Mai mà chị quê ở Trà Vinh, mà nay chị lên là chị làm ở thành phố. Dạ, mà chị nghi ngờ cái trường hợp của cô bé ở bên Pháp đó với cái trường hợp của chị là như thế nào, chị kể lại giùm em. À, cho chị kể hết nha. Dạ. À, mới ra được câu chuyện. Dạ. À, năm 94 chị đi làm ở thành phố, chị có dẫn em của chị là bà con cô cậu. À, đi làm ở thành phố á, rồi năm 94 rồi em có quen một người bạn trai, rồi năm 95 á, em mới có thai đi, rồi cái người bạn trai đó mới bỏ em có bầu, rồi cái người đó mới bỏ em, rồi lúc em có bầu rồi em cũng bỏ em đi, chứ em không ở chỗ làm đó nữa, em tránh tiếng, Tốt nghiệp với em. rồi em mới xuống dưới cái chùa. Em mới xuống với cái chùa mà ở đường Trần Xuân Soạn á, đường quận 7 á, cái chùa Bửu Quang. Em xin cơm này kia em ăn của trong chùa á. Rồi các ni cô trong chùa thấy vậy với mới thương em. Mới thương em mới cho em vô dọn trong chùa, dọn dẹp trong chùa vậy đó. Mới đâm mà trong chùa thì đâu có cho cái người mà có bầu mà ở vậy. Mới đâm cái trái ra sau hè của chùa á, cho em ở đó cho tới ngày em sanh nở luôn. Tới ngày em sanh nở rồi, em sanh được một tuần chùa mới nhận đứa nhỏ nuôi, á. Là hồi lúc em sinh nó là em sinh em đặt tên là Trúc, nhưng trong chùa nói là em có bầu em ở ngoài sương ngoài gió, thôi đặt tên con em tên Sương. Rồi xong rồi chị nghĩ là khoảng chừng nửa tháng à, trong cái tháng 10 đó luôn, là trong cái chùa đó đó viện coi đó mới tính mới cho con em, là cho một người Pháp, mà chị nghĩ là cho có cô người Pháp không có chồng. Và hôm trước chị nghe nói là hai vợ chồng là chị cũng hoang mang, chị không muốn lên, cho cái cô người Pháp thôi. Rồi em mới lên em mới nói với chị là chị ơi em cho con em rồi. Chị mới hỏi chứ em cho con em cho ai, cái em mới nói là em cho người Pháp, mà không biết cái người Pháp nó cho bao nhiêu tiền, nhưng em mua được cây vàng em lên em khoe chị. Tội nghiệp quá. Rồi chị mới nói thôi em cho mẹ em vài chỉ đi. Rồi em mới nói là dạ để em cho mẹ em 4 chỉ, cho vú em 4 chỉ ghi bằng vú. Rồi em mới đi em mới cho con em rồi. Chị mới nói trời ơi, mới đầu thì chị chưa biết, em mới sanh là còn non tháng, mới có nửa tháng mà sao em mặc đồ gì kỳ vậy, bận quần đùi. Cái đó nói em cho con em rồi, cho người Pháp, con em thấy thương lắm, con em là trắng tươi. Rồi mà cái người bạn của em á là ở Long Xuyên, An Giang. Chị nghĩ là em tánh tiếng em quê của em thôi, vì em con gái mà em đi lên mà lỡ em có bầu vậy rồi em đâu có dám nói tên thiệt của em. Em tên là Sâm chứ không, mà em trước khi em đi thì em đổi tên em là Sưng, là em vô chùa em ở á, em nói em tên Sưng chứ em không nói tên Sâm. Xuân là mùa xuân đó hả? Rồi Là cô người mẹ là tên Xuân ha. tên Sưng, nhưng mà lúc mà tên thiệt của em là Sâm chứ không phải là Sưng. À, thì chị có đi xuống dưới chùa đó một lần, chị tìm chị hỏi thì không có biết tên Sâm đâu, mà phải nói là tên Sưng mới biết. Là lúc đó chị dẫn đi làm mà cái ngày á, sinh á, cái tháng sinh thì đúng, cái năm sinh cũng đúng luôn, mà cái mặt của em xe cháu Sương á, thì rất là giống con của người cậu, nhìn giống lắm, giống hai chị em lắm. Rồi Rồi vậy thì em thấy cũng có khả thi, nhưng mà còn cái việc đó là ví dụ như cái chuyện mà cái ông đi bắt ếch mà nhìn thấy đó thì cũng chỉ là nghe kể lại, nghe kể lại thì nghe kể như vậy, rồi trong cái thông tin đó cũng không biết là nó có chính xác thực sự là như vậy hay không, thì cái điều đó mình cũng không có biết được. cái đó là chị nghĩ là em tánh tiếng ở chùa thương em là tánh tiếng em thôi, tại vì lúc đó em mới có 22 tuổi gì nè, em còn gái mà em đâu có dám nói thiệt đâu, không may hả quen bạn rồi bạn ở rồi em có bầu rồi bạn bạn bỏ rồi làm đâu có dám nói thiệt đâu. Mà bạn em thì ở An Giang Long Xuyên á, nhưng không biết quê quán ở đâu,
À, lúc chị hỏi thì nói là ở đó thôi chứ chị không biết quê quán của bạn em ở đâu. Dạ, vậy thì Rồi. để em sẽ liên lạc lại với bên chỗ mà của cô bé Sương đó, để em hỏi lại coi thử coi là cái thông tin này nó trong sự sự sực đó làm sao. Rồi có thể là em còn liên hệ với ở bên cái chỗ mà nhà nhà dòng đó, mà cái chỗ mà nuôi em trước đây đó, thì nếu được thì là em sẽ lên đó em hỏi cái ông cha đó, xin lỗi không phải ông cha mà là cái người quản lý đó, coi thử là có biết về cái thông tích của cái chuyện câu chuyện này nó cụ thể ra sao không. Chị thì chị cũng không biết sao, nhưng mà chị nghĩ là cái tháng với lại cái năm là đúng rồi, cái năm với lại cái tháng là đúng cái ngày của em. Tháng À, năm còn và cái tên của bé luôn cũng đúng luôn. đúng rồi đó, em mới sanh ra là em đặt trúc, nhưng mà mấy ni cô trong mới nói em ở ngoài sương ngoài gió rồi đặt em tên Sương, Dạ, tại vì lúc Dương đó em Thị có Sương. bầu, em đi ra chùa em xuống chùa em xin cơm em ăn không à, em không có ở chỗ làm nữa, em sợ em tránh tiếng rồi em sợ. Rồi mấy ni cô ở trong đó nó mấy ni cô trong đó mới thương, mới che cái chòi xuống với cái đâm cái xuống cái sau hè của cái chùa đó cho em ở. Dạ. Rồi ngày thì em vô em phụ chùa vậy đó, rồi em ăn cơm. Dạ. Rồi sau đó đó thì là cho qua một người là người bạn đó là ở Long Xuyên luôn. Cái người bạn đó là cái người mà ở với em có thai, bạn trai á À. có thai bỏ rồi. Chị nghĩ là em không em khai khai thông tin là thông tin ở Long Xuyên ấy là cái do cái người bạn trai của em thôi, chứ em không dám khai khai thiệt cái chỗ ở của em, quê quán của em. Dạ. Rồi ở chùa đó cũng vẫn thương em, vẫn thương em rồi giấu thông tin của em thôi, vì em tên Sâm mà đâu để tên Sâm đâu, để tên Sưng. Dạ. Rồi thưa chị, vậy rồi cái lúc mà cho cái người mà ở Pháp đó là cái địa điểm cho là ở đâu? Ở đường Trần Sinh Soạn, chùa ở dưới đường Trần Sinh Soạn ở chùa Bửu Quang. Chùa À. Bửu Quang nhận nuôi bé rồi, nhưng mà ở chùa Bửu Quang đó là cho ở đâu thì chị không biết, nhưng mà cho là cô người Pháp, là không phải vợ chồng, cho có cái người cô người Pháp thôi, không có À, chồng. cho Bởi mình bữa cô hôm bé. chị nghe nghe chị Hằng nói hai vợ chồng cho nên chị cũng hoang mang, chị nói ủa cho có mình cô người Pháp mà không có chồng. Cô đó đi đâu đó qua đây nè, rồi biết sinh. Rồi thời điểm đó là không biết cho bao nhiêu tiền, nhưng mà em mua được cây vàng. Em có lên nói là chị ơi, em cho người ta cho em mua được cây vàng. Mua được cây vàng rồi chị còn nói thôi em cho mẹ em ít chỉ đi, rồi nó nói để em gửi về cho vú em 4 chỉ. Mà rồi bây giờ đó mà không biết cái nguyện vọng của người mẹ thì có muốn kiếm lại con hay không, chị có biết không? À, giờ chị kể cho chú Tiến Vĩ nghe, cũng cuộc đời của em cũng khổ lắm chú. Là vài năm sau á, là em cũng quen một người bạn ở Cà Mau, cũng ở có bầu rồi, cái người đó cũng bỏ em nữa. Rồi em sanh được một bé trai rồi đem về cho bà ngoại nuôi. Rồi 2008 á chú, rồi em mới bệnh, em cũng không có tiền nữa, rồi em mới lên đây vừa bán vé số rồi vừa 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 uống thuốc. Rồi em nói là em đi làm mà lỡ như vậy đó, em không muốn về quê, em có chết em cũng muốn về quê. Rồi em đi mấy tháng rồi không có về, cái nhỏ em gái Út á thấy vậy mới đi tìm lên, thấy em vừa đi bán vé số rồi vừa đi uống thuốc. Cái ngày em đi bán vé số về em có qua chị, em ngồi mà thấy em buồn lắm, cái hỏi sao em buồn vậy. Em nói cuộc đời em khổ quá, con em thì không có em cho, giờ em cũng nhớ lắm, mà giờ em có chết đi nữa em cũng không về quê đâu chị, mà ngồi hoài muốn mượn tiền chị mà không dám mượn. Hai chị em nói chuyện quần hồi rồi bỏ đi về. Em đi bán vé số xong cái đêm đó đó em mới ngủ, em ngủ luôn mà nhỏ em thấy Út nằm bên cũng không hay nữa, em ngủ luôn. Em chết rồi, em chết năm 2008, mùng 7 tháng 12 2008, mà em không muốn về quê á, rồi em cũng đâu có tiền để chở về quê đâu, không mướn xe được, mới nhờ một người bạn của em gái Út á chở bằng Honda chở về tới dưới 7 giờ sáng, mà tới 3 giờ chiều mới tới nhà, mà gớt lại 3 lần như vậy đó.
ôm bằng xe Honda chở về luôn Rồi cái đứa là con em. mà ở Cà Mau đó, bây cái đứa con trai đó thì bây giờ lâu rồi chị có liên lạc được với cháu không? Ở sát bên nhà luôn mà giờ cháu đi lên lên Bình Dương cháu làm rồi. Thì nếu bởi vì em hỏi tới cái điều đó đó là nếu ví dụ như mà bên kia mà có nguyện vọng xét nghiệm ADN coi có phải là mẹ của bé Sương hay không đó, thì là xét nghiệm cùng cái đứa con đó, cùng cái người con đó hoặc là chị em trong gia đình. Chị nghĩ nếu mà con muốn xét nghiệm với lại bé Sương đó là có người cậu được không? Cậu thì ở sát bên nhà chị. Dạ được, được hết á, được hết. Miễn là cùng Nhưng mà mẹ đẻ ra thì ok, cùng một mẹ đẻ ra là ok. cùng một mẹ đẻ, giờ em thì ở ở ở ở Bình Dương rồi, em đi làm ở Bình Dương rồi. Không sao chị, cái việc đó thì mình chỉ cần cho địa chỉ thì ở đó cắt lấy mẫu móng tay này kia rồi bỏ vào bao thơ gửi lên cái địa chỉ mà em cung cấp thôi là được hả? Mấy ngày sau là tới hả? Cũng dễ lắm. Rồi cũng được vậy chứ, chính dĩ cho cái địa chỉ thì chị liên hệ xong rồi chị kêu nó gửi vào cái đó Điều quan rồi. trọng là để coi bên bé Sương có nguyện vọng đó hay không. Em phải chuyển tải cái câu chuyện này cho bé Sương xem, rồi bé Sương có nguyện vọng đó hay không thì mình mới tiến hành tiếp được. Dạ, mà chú biết sao, nhìn bé Sương là giống giống con của người cậu của bé Sương lắm, thì cho chị kêu vậy đi, giống dữ lắm, tóc tai để người mặt với lại sao cái sống mũi này là y mẹ luôn, À vậy hả chị? giống lắm. Chị nhìn lên là chị đã biết rồi, mà có cái linh tính nha, nha chú Tấn Dĩ. Cách đây một tháng là chị có nằm chị ngủ chị thấy em nó, mà lâu lắm rồi em nó chết, lâu lắm rồi chị không có thấy. Rồi cái hỏi sao, ủa sao em buồn vậy, nó em nhớ con em quá chị ơi. Cái chị mới nói vậy nè, trời ơi phải em cho con em ở đây thì còn biết tiếng Việt thì còn tìm được, cái này em cho người Pháp rồi làm sao tìm, giờ nó còn nhỏ nó biết tiếng Pháp rồi đâu có biết tung tích gì đâu mà tìm, mà sao giờ sao tự nhiên cái chị đi coi chị thấy như vậy. Thấy thương quá ha, thấy thương thiệt là do khó khăn quá rồi phải chia ly rồi cái lúc mà mẹ của bé đó mất rồi không biết là có xác định được là bệnh gì không chị? Em chắc em bị đàn bà ung thư rồi em không tiền Tội nghiệp ha. rồi em vừa bán vé số rồi vừa mua thuốc uống, em nói em làm không được gì cho gia đình hết, em không muốn báo gia đình, chết em cũng không về. Với lúc em chết là chở em về là em gớt lại mấy lần luôn, xe chạy xe Honda chạy mà không hay em gớt lại luôn, hồi quay lại là thấy em tuốt ở xa luôn Ủa chở bằng xe gì vậy mà đó. Xe Honda đâu có tiền mướn mướn xe chở xác về đâu, ôm cái xác vậy ngồi giữa vậy, rồi nhỏ em gái Út á nó ngồi sau nó ôm về luôn vậy đó, nằm nó ôm em về luôn ủa mà ôm vậy làm sao mà rớt được? cũng không biết sao đó. Bởi chị mới nói ủa sao ôm chở mà cứ gớt lại mấy lần luôn, tại vì em trước khi em chưa chết là em nói em không muốn về nhà, em không muốn về nhà, em muốn chết ở xứ người luôn vậy đó. Trời ơi, thấy thương, đứt ruột ghê không? Hoàn cảnh em thấy tội nghiệp lắm, ngày ngày em gần chết đó, chỉ có gặp chị gặp em được một lần, em qua em ngồi em nói chuyện em buồn lắm, gương mặt em thiệt là buồn luôn. Thấy Tại thương lúc quá. đó là chị dẫn em đi làm, lúc đó chị dẫn em đi làm, mà giờ lỡ em lên đây em quen người như vậy hai lần như vậy luôn, lần trước cũng bỏ, lần sau người ở Cà Mau cũng bỏ luôn, giờ em cũng làm hai đứa con, đứa con đầu thì ở chùa chùa nhận rồi chùa đem cho cái cô người Pháp á, là lúc cho chỉ có một cô người Pháp thôi chứ không phải cho hai vợ chồng. Để em hỏi lại cái việc đó coi. Tội nghiệp quá ha, thấy thương quá. Hồi lúc mà bé Sương lên á, bé Sương vừa lên nói chuyện là chị coi chị xem là chị thấy bé Sương quá giống luôn, quá giống là con người cô cậu vậy đó, em của em á, em trai của mẹ bé Sương, thì cho kêu là vậy đi. Nhưng mà có một cái đặc điểm này này chị, là suy nghĩ lại, em vừa suy nghĩ lại thì em nghĩ là có thể không phải,
Bởi vì ở cái đặc điểm á là ở trong giấy đó của cái chỗ mà nhà nhà mồ côi ở trên Long Xuyên đó là có ghi chép cái tên tuổi này kia của em Sương. Mà nếu ví dụ như ở trên Sài Gòn mà đã cho cái cô người Pháp đó rồi thì không có lý gì mà lại còn ở cái nhà 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 mồ côi ở trên Long Xuyên được, chứ trại mồ côi ở trong Long Xuyên được. Chị không biết, nhưng ở ở chùa của em á, là nhận nhận con của em rồi đem gửi gửi cho gửi gửi cho rồi có cho lại. Bây giờ chú hỏi lại mẹ của bé Sương á, hồi lúc cho bé Sương có cho tiền hay không, chứ hồi lúc cho là em mua được cây vàng đó. Thì cái điều đó đó thì là đôi khi cũng không cũng hơi khó xác định ở một điều đó là không biết là cái khi cho là có trực tiếp người mẹ cho và cái người người nhận con cho tiền hay không, hay là Không không cái người mẹ không có trực tiếp cho, mà cái cô ở trong mấy ni cô trong đó nó ẩm gì đó. rồi đem gửi gửi cho, chứ người mẹ không á không có cho. Nhưng mà người người cô người Pháp nhận nuôi rồi cho tiền lại cái ở chùa đó thương em cho tiền lại em thôi, chứ không phải em người trực tiếp Thì cho. vấn đề là vấn đề ở chỗ đó đó, là ý em muốn nói đây là cái số tiền đó nó có đúng thực sự là một cái vàng hay không, còn ví dụ biết đâu là nó có cái sự chênh lệch nào đó đó, cho nên là cũng khó khó xác định được ở cái chỗ đó. Và có Em cho con em rồi là em nhận tiền, là em có lên nói với chị liền, nói là em cho con em, người ta cho tiền lại em vậy đó. Chứ lúc em đâu có tiền đâu, lúc đó là em ở chùa xin cơm ăn mà. Rồi cũng không biết á, là cái cô người Pháp đó có trực tiếp là cho vàng hay không, hay là cho euro xong đó rồi ở nhà chùa mua quy ra vàng để đưa cho mẹ không chừng, ví dụ là như vậy. Cho nên là cái này thì chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi. Thì tuy nhiên là mình cũng hỏi thử, tuy nhiên mình cũng hỏi thử có ra làm sao. Chứ còn đúng thực sự là người Pháp á, thì là theo em nghĩ là người ta có ấy, thì người ta gửi tiền euro á. Người ta cho tiền em mới đi mua lại À vàng, vậy chứ không phải là hả? cô người Pháp cho vàng. Dạ Ý dạ là cho tiền em đi mua được cây vàng, ừ chứ không phải là người ta cho bằng vàng. dạ Cho qua lại cái người mà cho con cô người Pháp á, dạ rồi cô đó mới đưa lại tiền cho em, dạ rồi em mới đi mua mua vàng. Là dạ lúc đó là chị biết vậy, dạ tại vì lên hồi lúc chị dẫn lên đây làm thì có gì thì có cái gì thì chị, em nó nói với chị thôi. Thì thông tin là chỉ có mình chị biết thôi, chứ quê thì không biết nữa, đi ra thì hỏi tên sưng mới biết, chứ còn hỏi tên thiệt em người ta cũng không biết. Dạ, tội nghiệp ha, vậy là quê em là ở Sóc Trăng hả chị? Hàng quê của em là ở Trà Vinh. À Trà Vinh, quên, xin lỗi, ở Trà Vinh. Trà Vinh. Ừ. Trà Vinh, còn quê cái người cha đó là ở Long An Giang Long Xuyên Xuyên. á. Hỏi thì em nói vậy thôi, chứ cũng không biết là ở xã nào. Mà chị nghĩ là em giấu tên là giấu ở ở ni cô ở trong chùa đó, là không có nói tên thiệt của em, mà cũng không có chỉ địa điểm của em ở đâu đâu, không có chỉ quê quán đâu. Chỉ là khai cái quê của người bà, người cha của cái đứa bé đó thôi. Thì qua cái câu chuyện này đó thì em thấy cũng có những điều trùng khớp, ví dụ chẳng hạn như là mốc thời gian nè trúng nè, rồi tên của bé Sương nè, tên của bé Sương trúng nè, trúng hai điều đó. Còn cái điều mà em chưa có giải đáp được á là ở cái vấn đề là ở cái chùa đó thì ở trên Sài Gòn, mà ngược lại á, thì là cái nhà trại mồ côi ở mà nơi nơi bé Sương xuất thân đó lại là ở Long Xuyên. Và cái điều mà trại mồ côi nơi bé Sương ở đó là có cơ sở, bởi vì là bé Sương đã trực tiếp đến đó và họ đã trích lục ra là cái tên tuổi của cái thời điểm mà nhận bé Sương á, thì trích lục ra đúng tên và đúng thời điểm. Cho nên là cái việc này không biết là có uẩn khúc gì trong đó thì mình chưa có biết được hay không. Nhưng mà trước mắt là thấy hai địa điểm là nó chênh lệch, nó không có trùng khớp nhau á chị. Nó không có trùng khớp nên chị cũng ngại ngại, nhưng mà cái cho cái cô người Pháp á là chị thấy là đúng rồi. Cái ngày tháng năm á, thì chị thấy là cũng đúng. Chị thấy là rất là có khả nghi là cũng cũng có thể, nhưng mà nếu bé Sương chịu xét nghiệm với gia đình á, thì
thì cái đó mình mới 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 biết được. Dạ đúng rồi, thì khi đó mới biết được. Thì nói chung là miễn là có những điểm trùng khớp thì em thấy cũng có cái hy vọng. Còn nếu ví dụ như mà nó xa vời quá, thứ nhất là năm sai này, rồi tên cũng không có dính dáng gì thì thật sự là không có hy vọng gì. Nhưng mà ở đây á, là trùng được hai vấn đề đó, thì cho nên là cũng có cái điểm để mình có quyền hy vọng. Rồi thời buổi bây giờ xét nghiệm thì nó cũng không có bao nhiêu tiền hết, nên là để em trao đổi lại bên bé Sương, rồi có gì thì em cho chị hay nha. Dạ, có gì muốn xét nghiệm thì chú cho chị hay, chị nói bên bên gia đình sẽ tiến hành xét Còn bây giờ đó thì em nhờ chị hai điều, nếu tiện, nếu chị có thể giúp được á, thì chị cho em xin cái tấm hình của người mẹ nếu có. Còn nếu ví dụ như mà không có, và hoặc là cái tấm hình của người cháu, con cậu gì đó, nếu có thì Dạ. chị gửi qua giùm em. Rồi rồi, để vậy, để chị nhờ chụp chị gửi qua cho chú. Dạ, rồi chị nha, cảm ơn chị nhiều. Rồi dạ, chào chú. Dạ, rồi chào chị.